Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua dòng đốt của Java thương hiệu Ý. Và những dòng Java này thì em đã review rất trong thời gian qua rất nhiều. Thì đây là một dòng xe rốt, dòng cuộc tay khoằm mang thương hiệu của Italy, dòng Java model Velode mới về bên em và cũng được rất nhiều các bác quan tâm. Thì bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, thì như các bác biết thì dòng Java bên em thì giới thiệu rất nhiều vừa qua rồi. Thì đây là một mẫu xanh ghi bên em mới về, được rất nhiều các bác quan tâm. Thì hôm nay là một chiếc dòng Java xe đua làm từ hợp kim nhôm aluminum, dòng nhôm siêu nhẹ của dòng Java model VLC của dòng Java thương hiệu Ý nhé. Đây cờ Ý cũng còn trên khung xe đây. Tổng thể xe đánh giá khoảng tầm trên 85% xe. Cờ Ý trên khung xe. Đây là dòng đốt biker của đơn size. Tức là size đứng của chiều cao khung là size 48. Thế là các bác là dùng S6, S7. Và như cái dòng Java thông thường khác thì cái cọc yên của nó rất là khác biệt so với những dòng xe đua. Đó là dòng cọc yên cục trục trước của nó, dòng nhọn, nhỏ gọn hơn những dòng xe rốt khác thông thường, làm cho bộ khung của xe rất là cứng cáp và chắc chắn các bác nhé. Đây là cái lỗ khóa của cài yên xe. Đây là em đánh giá một trong những thương hiệu xa xe Ý mà được rất nhiều các bạn quan tâm. Cái nước sơn tổng thể rất là đẹp các bác nhá. Tuy có một vài vết xước nhỏ trên khung xe vì trong quá trình sử dụng nên đây không thể tránh khỏi rồi. Và như các bác đã biết thì những cái dòng xe Java thương hiệu Ý này thì nguyên bộ group chuyển động hoặc là cái đường link phụ kiện của nó đều là của hãng chuyên bản của dòng DK, nguyên bản cho xe cổ Ford và khi đông xe của DK nhôm nguyên bản cho xe. Và càng đây là càng cua nhá, càng tay cầm của ghi đông xe là càng cua, tay nắm càng cua, tay nắm dẹp, rất là dễ sử dụng và rất là đi cho bác đường xa chống mỏi tay. Xe được sử dụng với cấu hình Shimano Gladis, tay lắc Gladis bên tay trái em, và bên tay phải em sử dụng với bộ chuyển động Shimano tay phải là bên tầng đĩa cũng có sử dụng Gladis, tay lắc Gladis. Và những thông thường những dòng xe đua cột thông thường khác thì được sử dụng với bộ phanh ba mạch càng nhôm không mối hàn, và toàn bộ khung xe này là đều là xe không mối hàn của dòng Java đấy, rất là cao cấp. Hầu hết những dòng Java này đều cũng là xe không mối hàn giả carbon đấy, có thể nhìn những mối hàn của khung xe ấy, đều không có, nhưng họ của nó là càng của nó bộ khung là khung nhôm các nhá, rất là trơn tru và mượt, nhỏ gọn, làm cho xe rất là thanh thoát. Càng hình lưỡi kiếm luôn nhá, càng dẹp lưỡi kiếm, rất là dẹp và mỏng, giúp cho lực ma sát chém gió, cho lực đẩy tổ tốc của xe tốt hơn. Càng của nó đây, càng rất là mỏng dẹp. Đây là một mẫu càng của những dòng xe cao cấp thời điểm hiện tại, càng nhôm luôn nhá. May ơi là vành nguyên bản theo xe, vành của DK, vành nhôm hai lớp, vành chính hãng nguyên bản của xe, lốp xe sử dụng được xe, bộ sử dụng với bộ trang bị cái bộ lốp chọc còn rất là mới, lốp chọc chính hãng theo xe. Hộp yên chính hãng của DK nguyên bản theo xe. Ở trên xe về thì nguyên bản theo xe thì có cái bộ yên phụ đằng trên ngồi rất là êm luôn nhé. Đây là cái yên phụ để các đi mưa gió hoặc là ngồi chống nóng. Còn về theo xe em vẫn để nguyên. Thì bằng sau lớp lót thì vẫn còn nguyên của Veloki của DK, nhưng bản theo xe thì có một vết trần nhỏ trong xe đây cũng yên, nhưng mà không ảnh hưởng đến tổng thể xe cả. Đâm em vẫn để nguyên cái lớp lót ở yên xe. Xe sử dụng với gạt đĩa Shimano Gladis nguyên bản theo xe. Đùi đĩa nhôm
đồ đĩa 2 tầng. Xe sử dụng với củ đề Shimano Gradip và xe chuyển động với nguyên một group Shimano Gradip. Xích và lip còn rất là mới không nhá. Trang bị với 8 tầng lip chính hãng với bản theo xe. Đằng sau xe sử dụng vạch cặp vành DK của dòng Java chính hãng với bản theo xe. Lốp đằng sau còn lốp sau lốp trọc. Và bây giờ em xin vào đi đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này. Cuốn lip. Và chuyển động rất là mượt mà và trơn tru. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng với bản theo xe. Và xe được trang bị. Vâng, vừa em đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua dòng rốt. Bên em mới về dòng thương hiệu Java thương hiệu Ý. Model Veloro. Và xe có giá rất tốt bên em là 6 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.